Cùng khám phá cách Candy Crush đã chiều hư khách hàng. Bạn có tò mò cách mà Candy Crush kiếm tiền không? Ban đầu, nguồn doanh thu chính đến từ quảng cáo, nhưng chiến lược này đã bị thay thế vào năm 2013. Hai cách để ứng dụng này kiếm tiền đó là: thứ nhất, bạn phải trả tiền để nhận trợ giúp ở level khó. Thứ hai, bạn mua vàng để đổi lấy tính năng hỗ trợ như thêm mạng hay thêm thời gian. Vậy thành công của Candy Crush đến từ đâu? Một chiến lược đã giúp họ đạt 6,4 tỷ USD, chắc suất top 4 game mobile miễn phí có doanh thu cao nhất thế giới, chính là áp dụng mô hình freemium. Ở mô hình này, người dùng không phải bỏ tiền để tải ứng dụng, họ có thể mua phiên bản premium để có đầy đủ chức năng hơn. Và dù chưa đến 5% người dùng trả phí, công ty vẫn có thể duy trì hoạt động một cách bền vững. Vì sao mô hình freemium lại thành công? Thứ nhất là nhờ sự trải nghiệm. Người dùng tự do bỏ tiền nâng cấp sản phẩm theo mong muốn, do đó chi phí tìm kiếm người dùng mới trong freemium thấp hơn. Thứ hai là hiệu ứng mạng và hiệu ứng truyền miệng. Sau khi trải nghiệm miễn phí, người dùng có thể chia sẻ cảm nhận và mời người khác tham gia cùng. Bạn có biết ứng dụng mô hình freemium nào khác? Follow và cùng Tomato Marketers thảo luận nhé!